câu chuyện 1. Tại một bữa tiệc công ty gần đây, có một cặp vợ chồng kia thương nhau lắm. Khi mới quen nhau chưa cưới, họ có nói với nhau quan điểm về việc ngoại tình. Ông chồng nói dối thẳng thừng luôn: nếu chuyện này xảy ra, anh cần biết ngay. Nếu em nói cho anh biết và nó chỉ xảy ra một lần, anh nghĩ anh có thể tha thứ cho em. Bẵng 5 năm sau, họ thành vợ chồng. Xong tới cách đây vài đêm, bà vợ quay lại hỏi ông chồng có nhớ lần đó mình nói gì với nhau không. Ông chồng làm gì nhớ, đàn ông mà. Cái bà vợ nhắc tiếp là cái lần mình nói với nhau về chuyện ngoại tình đó. Xong bà thú nhận, bà vừa have sex với một anh đồng nghiệp trong bữa tiệc công ty gần đây. Ông chồng ngay lập tức thu dọn đồ đạc và rời đi. Bà vợ năn nỉ quá trời, nhưng ông chồng vẫn cứ đi. Ông nói ông cần phải hạ nhiệt. Hôm sau, họ nói chuyện tiếp, cứ như nói chuyện sẽ giúp undo vụ chiếc tiên vậy. Ông chồng nói ban đầu ông nói vậy để có gì bà thú nhận thôi. Ông chả bao giờ định tha thứ cả, ông còn định ly hôn. Cái giờ bà vợ nói ông là ông đang thao túng bà. Vậy giờ sao, ông chồng có làm gì sai không? Thiệt ra ông cũng green light cho người ta rồi. Nhưng mà cheater thì vẫn là cheater, nên cẩn thận với tiệc công ty. Câu chuyện 2. Trong tâm trí, có bà vợ kia bả mang thai được 8 tuần rồi. Bác sĩ nói là tới khoảng tuần thứ 13 mới bắt đầu quan hệ lại được. Mà bà vợ này sẽ thai 2 lần rồi nên cũng sẽ kỹ lắm. Đợt này mong lắm mới có con. Hai vợ chồng hào hứng lắm. Cái xong tự nhiên ông chồng xin phép được have sex với người khác, chỉ là để thỏa mãn nhu cầu. Ông nói cái đó chỉ là thuần thể xác thôi, không phải ngoại tình gì. Bà vợ trợn mắt, của cha nội có bị gì không? Alo vợ, để mà chồng kỳ vậy. Bà vợ đòi ly hôn luôn, để ông muốn thể xác ai thì thể xác. Bà vợ cũng nói là đó giờ họ bên nhau 100%, không có ngoại tình hay gì cả, mà tự nhiên ông đề xuất vậy. Liệu bà vợ có làm quá không? Không rõ. Nhưng mà trong tâm trí ông chồng muốn ăn chả ăn nem rồi, thì đến bao lâu ông sẽ ăn thiệt. Câu chuyện 3. Trong điện thoại, cậu trai này khoảng 27 tuổi, còn bạn gái thì 26. Cặp này quen nhau ok lắm. Bạn nam còn định bàn về việc sống chung nữa, rồi còn định cầu hôn rồi đám cưới đủ thứ, có kế hoạch hết luôn. Nhưng tự nhiên vài tháng trước, nhỏ này bắt đầu có biểu hiện lạ. Về nhà muộn, say xỉn, hay tỏ ra bí mật, né dành thời gian cho nhau và giữ điện thoại rất kín nhe. Red flag quá trời. Trong một tuần tiếp, bạn trai cũng cố gắng tìm hiểu xem vấn đề gì. Cậu ta bắt đầu nghĩ là do chính mình là vấn đề luôn, hoang mang và overthinking. Một hôm canh lúc bạn gái đang ngủ, cậu ta lấy điện thoại xem, sừng bắt đầu hé lộ. Cậu ta mới vô tin nhắn của nhỏ này với đứa bạn thân để coi, thì trời ơi, hóa ra nhỏ này quất nhau với một thằng bạn của thằng này. Xong thằng này kêu nhỏ này dậy và nói hết luôn. Nhỏ này phủ nhận hết, nói là thằng này hoang tưởng. Cậu ta sâu tin nhắn cho coi luôn thì nhỏ này nói cái đó giỡn thôi. Ô cơ giỡn quá dữ. Xong qua tuần trước, tới tiệc sinh nhật của nhỏ này, cậu nam này mới nghĩ đây là lúc cưa sừng. Cậu ta không thể cứ mãi giả vờ là mình ổn được nữa, nên sau khi ăn uống tiệc tùng xong thì mọi người bắt đầu nói chuyện và khen cặp này đáng yêu quá ha. Thằng này đợi mọi người nói hết xong tới lượt mình nói cuối cùng. Cậu ta mới bắt đầu bằng việc nói về lòng trung thành, sự tin cậy và bùng. Người Mỹ nói là the drop a bombshell. Thằng này nói hết vụ chiếc tiên của nhỏ kia luôn, thậm chí còn gửi cả tin nhắn vô group chat chung của cả nhóm. Ai cũng há hốc mồm. Nhỏ kia thì xấu hổ quá, ông mặt khóc. Trong đám bạn có thằng ngoại tình luôn. Gia đình và bạn bè của nhỏ kia thì chỉ trích nhân vật chính vì đã làm nhục nhỏ này trong tiệc sinh nhật. Thằng này bỏ đi luôn, vừa tức vừa thấy nhẹ nhõm. Mà thiệt chứ, phản bội lòng tin thì bị vậy cũng đáng. Mà gia đình và bạn bè lại coi như việc này là một việc nhẹ nhàng, bình thường hóa chiếc tiên ghê. Nói chung là bạn bè thì cũng coi chừng tí. Câu chuyện 4. Trong nhà với đồng nghiệp, cặp này mới hơn, quen nhau 5 tháng, nam 23 nữ 22. Một tháng trước, hai đứa cãi nhau vì đồng nghiệp của nhỏ này, 29 tuổi nha, rõ ràng có dấu hiệu quan tâm cưa cẩm nhỏ này. Ví dụ như nghỉ làm để giúp nhỏ này làm việc nhà, mua đồ ăn cho, tặng quà đồ. Cậu này mới nói mình không thoải mái lắm, còn nhỏ này thì nói thằng này phản ứng thái quá, bạn bè thôi mà. Thằng này nói nếu mà mọi việc tiến triển nữa thì nhỏ này chủ động kết thúc với anh đồng nghiệp kia nha. Nhỏ này ok, thế là hết cãi lộn. Nhưng vẫn còn dư âm nên hai đứa tạm không gặp nhau vài ngày. Mới có vài ngày mà sừng bắt đầu nhú. Trong mấy ngày đó, anh bạn đồng nghiệp qua nhà nhỏ này chơi và coi phim Netflix and chill đồ. Nhưng chill ở đây chỉ là hôn nhau thôi nha, nhỏ này thú nhận với thằng bồ. Cậu ta mới hỏi là vậy em có cố gắng ngăn chặn không? Nhỏ này nói không. Nhỏ nói là cả hai đâu làm gì nữa đâu, và cũng không liên lạc với nhau kể từ đó. Thằng bồ hỏi sao giờ mới kể thì nhỏ đó nói sợ mất thằng bồ. Mất bao lâu để việc đồng lõa với nụ hôn trở thành đồng lõa với thể xác nhỉ? Cái đó thời gian trả lời. Câu chuyện 5.
trong gia đình. Trời ơi, nhỏ này 23 tuổi, quen thằng này 25 tuổi được 3 năm, vui lắm. Lúc đầu thì green flag quá trời, nhỏ này cũng nghĩ là đây là định mệnh đời mình. Cho tới khi mẹ nhỏ này tái hôn, khoảng 6 tháng trước, mẹ nhỏ này tái hôn. Cha dượng có một người con gái riêng khoảng 21 tuổi, coi như là có chị em. Gọi nhỏ này là Laura đi cho dễ kể chuyện. Laura cũng vui vẻ cởi mở nên hai đứa này cũng thích đi chơi chung với nhau. Rồi cả hai thành bạn và chơi chung nhóm luôn. Trong nhóm còn có ai nữa? Thì dĩ nhiên là thằng bồ nhỏ này rồi. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi vài tuần trước, thằng bồ có biểu hiện lạ. Nhỏ này bắt đầu thấy mình cao lên và nhìn rõ red flag hơn. Thằng này giữ điện thoại kỹ hơn, rồi cũng ít đi chơi với nhỏ này. Nhỏ này thì kiểu, chắc đi làm mệt. Sau đó, tuần trước, nhỏ này tới nhà mẹ ăn tối. Laura cũng có ăn nhưng được một tí rồi xin về phòng nghỉ vì cảm thấy mệt. Mẹ nhỏ này mới kêu nó lên coi Laura xem ổn không. Nhỏ này vô phòng. Với chiều cao mới, nhỏ này thấy mọi thứ rõ hơn, đặc biệt là chiếc áo phát của bồ nó trong phòng Laura. Nữ chính tiên như thắt lại nhưng cũng ráng bình tĩnh. Xong nhỏ này về nhà, nói với thằng bồ. Trời ơi, hai tháng đó, lúc đầu thằng bồ chối bay biến nhưng lát cũng thú nhận là đã cọt kẹt với nhau được hai tháng rồi. Xong rồi cũng xin lỗi cầu xin tha thứ các kiểu. Nhưng cặp sừng của nữ chính không dừng lại ở đó, nó còn cao hơn nữa. Laura hôm sau ghé qua, có vẻ thấy rất mệt mỏi. Laura bảo nhỏ này ngồi xuống bình tĩnh nghe nói chuyện. Laura bắt đầu tự thú. Laura nói, Laura có thai rồi, là con của thằng bồ luôn. Laura nói Laura rất tiếc vì đã không dùng bao, đáng lẽ phải dùng. Trời ơi, khỏi phải nói nữ chính như điên luôn. Rất tức giận, bị phản bội theo một cách tồi tệ nhất có thể bởi. Mẹ nhỏ đó cũng đau lòng, không biết làm sao với hai đứa con gái. Thằng bồ coi như ô bút rồi. Nhưng mà, bây giờ nữ chính mới quyết định cưa sừng. Lúc đó tức quá, nhỏ này mới public mọi thứ trên Facebook, tag hai đứa cheater vô luôn, nói cả vụ mang thai. Bạn bè và gia đình bao sốc, hai đứa cheater bị chửi quá trời. Hai đứa cũng quay qua cầu xin gỡ bài dùm vì nhỏ này đã hủy hoại cuộc đời hai đứa. Mẹ nhỏ này nói làm vậy thì hơi quá, đáng lẽ phải riêng tư mà xử lý. Nữ chính cũng tự hỏi như vậy, nhưng làm vậy thì cảm thấy ok hơn vì hai đứa kia phản bội lòng tin quá mà. Câu chuyện 6. Ở một nhà hàng random, hai vợ chồng kia quen nhau 2 năm cưới nhau 2 năm, nói chung cũng hạnh phúc lắm. Hai người cũng 3X rồi, vợ 34, chồng 38. Ông chồng thì bị cái hay tự ti về bản thân mặc dù bà vợ nghĩ tính của ổng rất tuyệt. Ổng rất rộng lượng, quan tâm, có thể tự bày tỏ cảm xúc của mình chứ không đè nén. Lúc mới quen, bà rất ngạc nhiên là sao ông này còn độc thân chứ. Ổng cũng từng có bồ, được 2 mối tình, 5 năm một người. Ổng tự nhận ổng rất nhát và xấu trai và ổng nghĩ phụ nữ thường không quan tâm ổng. Bà vợ thì đẹp nên ông chồng lúc nào cũng cảm thấy rất may mắn khi được một người phụ nữ đẹp như bà vợ đồng ý cho quen. Còn về phía bà vợ, thì lúc đầu bà cũng cảnh giác tìm kiếm red flag từ ông chồng. Tại kiểu, một người đàn ông tuyệt vời như vậy, theo lời bà vợ, mà còn độc thân nên chắc là có vấn đề. Bà kiểu sợ có bí mật đen tối nào đó nên cũng để cho ổng theo đuổi 3 tháng. Nhưng hóa ra, ổng chỉ là thiệt. Ngoại hình ổng cũng không đến nổi tệ nhưng tính cách như vậy thì quyến rũ bà vợ quá. Rồi sau đó họ kết hôn được 2 năm. Cách đây không lâu, ông chồng ăn trưa một mình ở một nhà hàng nào đó thì có bà kia đi ngang qua và bắt chuyện với ông chồng. Về nhà, bà vợ hỏi thì ông chồng cũng cho xem ảnh bà kia vì cả hai cũng lấy số điện thoại rồi. Trời ơi, bà kia đẹp lắm, đẹp quyến rũ kiểu phụ nữ trưởng thành ấy. Bà vợ thấy hơi tủi thân rồi vì bà kia đẹp lắm. Ông chồng thì chỉ nói là bà kia thân thiện rồi cả hai cũng thường nhắn tin. Xong tới một hôm, bà kia công khai theo đuổi ông chồng luôn mặc dù biết là ổng đã có vợ. Nhưng bà kia nói là đã phải lòng ông này thiệt và không thể để cơ hội này qua đi. Cha này ngộ lắm. Ông chồng nói với bà vợ luôn và thú nhận ổng cũng rất do dự. Ổng thấy rất phấn khích khi có người tán tỉnh ổng vì trong đời ổng việc này chưa bao giờ xảy ra. Ổng nói đó giờ hẹn hò dù chỉ một lần cũng rất khó khăn rồi, trong khi đối với phái nữ thì việc này dễ dàng hơn nhiều, kiểu chỉ cần ngã lưng ra là khối người theo đuổi. Bà vợ nói đâu phải lúc nào cũng vậy đâu. Ông chồng thì nói ổng đã rất cố gắng để được hẹn hò với bà vợ lúc mới quen, còn bà kia thì có phải mất tận 3 tháng đâu, nên ổng quyết định sẽ không để chuyện này qua đi. Ổng nói đây là người phụ nữ đầu tiên chủ động hẹn hò anh và thực sự quan tâm anh mà anh không phải theo đuổi gì nhiều, thế là ổng đòi ly hôn luôn. Ổng nói là ổng không có kiểu ngoại tình được nên đành phải kết thúc cuộc hôn nhân này trước khi bắt đầu mối quan hệ với bà kia. Nếu ổng không làm vậy thì đó sẽ là lừa dối tình cảm, nên ổng đành kết thúc trước khi bắt đầu. Bà vợ thì kiểu tan nát cõi lòng. Ông chồng hành xử cũng đúng nghĩa chuẩn mực thiệt nên cũng không biết phải nói sao. Bả thà như ổng chích tiên còn đỡ, đằng này ổng chủ động trước khi ổng chích luôn. Câu chuyện 5. Trên Tinder cho LGBT. Ở bển thì mấy bạn LGBT thường dùng cái app là Grindr để tìm bạn. Câu chuyện này có liên quan nhẹ tới cái app đó. Số là, bạn nữ 22 tuổi hẹn hò với bạn trai 28 tuổi được 2 năm.
cả hai đang đi nghỉ mát tại một ngôi nhà cạnh bờ biển. Vừa chọn được chỗ pizza thì nhỏ này lấy điện thoại thằng này vô chỗ kho ảnh để coi chọn pizza đặng order, thì tình cớ thấy thằng này tự chụp hình nu rất nhiều. Nhỏ này thấy lạ nên hỏi, thì thằng này nói là anh chụp để đó và gửi hình cho người khác trên Grindr xem thôi, cho vui ấy mà chứ chẳng bao giờ gặp. Trời ơi, red flag chà bá lửa, tại nếu thích vậy thì thiếu gì chỗ để xe, còn áp như vậy là để kiếm bạn gần quanh ta thôi. Xong rồi hai người cãi nhau về việc này, cái thằng này mới bỏ đi về. Một lúc sau nhỏ này gọi về nhà thằng này thì gặp mẹ thằng này. Nhỏ này mới nói chuyện với mẹ thì biết là thằng này chưa về, nhưng tin nhắn của thằng đó thì nói là đã về rồi. Thêm cái red flag chà bá nữa. Xong, thằng này bắt đầu gọi lại cho nhỏ này. Cuộc gọi đầu tiên thì đẫm nước mắt, cuộc gọi thứ hai thì toàn lời nói dối, nói là đã về nhưng chưa về. Xong đôi co một hồi thì nhỏ này phát hiện ra thằng này nói dối nhiều quá và tự mâu thuẫn luôn. Thằng này nói đó giờ chưa bao giờ ngủ với đàn ông, nhưng mẹ thằng này thì lúc nãy nói rằng có từng thấy nó đi chơi với mấy thằng bạn khác. Rồi hồi đó thằng này nói nó độc thân 4 năm rồi, nhưng bà mẹ bảo đâu có nửa năm thôi. Well played bà mẹ. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn theo dõi kênh nhé.